Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại nha. Địa chỉ là số 66 606 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha. Trong fanpage là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Số điện thoại của bên mình là 0839 444 400, số thứ hai là 0608 748 nha. Hai số điện thoại này mình đều xài Zalo. Mọi người muốn xem hình ảnh chi tiết máy trước khi mua thì mình cứ nhắn tin qua Zalo hoặc là trong fanpage. Bên mình thì có nhận giao lưu trao đổi máy, bảo hành là 3 tháng, một đổi 130 ngày đầu tiên. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc nha. Bên mình thì bán điện thoại có ship core đi toàn quốc luôn. Ở xa có nhu cầu mua thì cọc trước với ship nha. Bên mình ship hàng sẽ cho mọi người được kiểm tra máy, test máy trước khi thanh toán tiền nha. Mọi thông tin chi tiết thì mình để dưới phần mô tả video nha anh em. Hôm nay thì mình về được một số ít máy giới thiệu tất cả mọi người. OnePlus 10T nha, RAM 8128. Một con máy cấu hình mạnh, chip khá là mạnh luôn nha. RAM 8128, OnePlus 10T. Máy đẹp keng 99 nha mọi người. Giá bán là 5 triệu 9 nha. 10T, 5 triệu 9. Oppo Find X5, RAM 8128 nha. Find X5, máy cũng đẹp 98 luôn, 5 triệu 8 nha mọi người. Find X5 5 triệu 8 ha. Honor X9B 5G. Con này bản RAM hình như là 12, bộ nhớ 256 X9B. Đây, màu khá là đẹp. Sạc con này thì như là 33W nha mọi người, sạc siêu nhanh. Máy zin 9B, màn hình cong 6 triệu nha. Honor X9B 6 triệu. Con này là con Tecno, màn rất là đẹp luôn nha. Tecno Camon 20 nha. Chip Helo G85, RAM 8, bộ nhớ 256GB, tàu lưu trữ nha. Camera dòng này khá là ổn nha, đẹp nè. Máy đẹp Camon 25. Cái này giá bán của bên mình là 2 triệu 7 nha. 2 triệu 7 Tecno. Xiaomi 12, RAM 8128, máy đẹp nha, hàng Việt Nam, hàng chính hãng luôn, lưng da nha mọi người, lưng da nha, máy đẹp. Giá bán của bên mình cái này là 5 triệu 1 nha. 5 triệu 1 Xiaomi 12, RAM 8128 nha. 5 triệu 1 S22 cộng bản 256GB, máy hay đẹp 98 nha, nó có hơi chạy. Cây này là hàng Việt Nam nha, hàng Việt Nam, RAM 8, bộ nhớ 256GB. Giá bán của bên mình là 8 triệu nha, 8 triệu, máy hơi chạy nha, tầm 98% thôi. Xiaomi Mi 11T, có một cây duy nhất hàng chính hãng, máy đẹp keng 99 nha, khá là keng. RAM 8128 nha, 4 triệu nha, 4 triệu Mi 11T. Chip Dimensity là 1200. Samsung Galaxy S22 cộng bản 128GB, sườn nó hơi trầy, có tróc thỉ nhẹ nha. Giá bán của bên mình cây này chỉ có 6 triệu 9 thôi nha. S22 cộng hàng Việt Nam, 8128, 6 triệu 9. Xiaomi Mi 12T, Mi 12T 5 triệu 6 nha. Máy đẹp, hàng chính hãng nha mọi người, hàng chính hãng, bản 128GB, 5 triệu 6. Mi 12T thì còn có hai màu,
Đây, màu xanh nữa. Cây nào cây nấy cũng đẹp như đẹp keng nha. Con nào con nấy đẹp keng. Bản bản này là bản 256GB. 256GB thì 5,8 triệu nha, Mi 12T. S22 cộng bản 128GB màu xanh, máy cũng hơi trầy. Cây này thì giá bán là 7,6 triệu thôi, 7,6 triệu nha. Máy 97. Cây này là cây Realme 8. Màn hình nó hơi ám nha. Realme 8. Màn hơi ám nè, nó xài TikTok nhiều nó ám nha mọi người. Giá rất là rẻ, RAM 8128, màn hình OLED nha. Cây này giá bán là 1,4 triệu. 1,350,000 thôi. Máy hơi trầy nha, màn hình OLED. Xiaomi 12T, máy đẹp nữa. Màu xanh. Được 3 cây. S22 cộng bản 128GB, máy đẹp nha, máy đẹp. Khá là keng. Nói chung là tầm 97-98 nha mọi người. Bản 128GB, cây này cũng là hàng Việt Nam nha. S22 cộng. Cây này thì giá bán của bên mình là 8 củ nha, 8 củ. S22 cộng tiếp nha. Đây. 8 triệu nha. Máy 98, 97-98 là 8 triệu nha. Xiaomi Mi 12T Pro. Mi 12 T Pro nha. Con này loa Hemecaden nè, loa nghe rất là hay. Hoàn đẹp 98 nha. Giá bán của bên mình cây này là 6 triệu rưỡi nha, 6 triệu rưỡi thôi. Mi 12 T Pro. Bản này là bản RAM 12GB, bộ nhớ trong là 256GB nha. Mi 12 T Pro. Cũng RAM 12GB tiếp, máy đẹp nha. Màu đen này khá là đẹp luôn. 6 triệu rưỡi. Xiaomi Mi 10S nha. Mi 10S 2,7 triệu, RAM 8GB nha, RAM 8GB Mi 10S. RAM 8 bộ nhớ 128. Xiaomi Mi 11T Pro, RAM 12, bộ nhớ 256GB, máy đẹp keng 99 nha. Keng 99%. Cái này thì giá bán của bên mình sẽ là 5 triệu nha, 5 triệu. Xiaomi Redmi 10, RAM 6128, Redmi Note 10 nha. Con này chip Snap. Màn hình cũng đẹp luôn. RAM 6128 nha. Giá bán của bên mình cây này là 2 triệu rưỡi nha, 2 triệu rưỡi, Redmi Note 10 nha, 2 triệu rưỡi. Xiaomi Redmi 10, RAM 6128 nha, vỏ nó hơi trầy, giá rẻ thôi. RAM 6128 nha, giá bán của bên mình là 1 triệu 9 nha, 1 triệu 9. Vỏ con này hơi trầy nha, giá rẻ rồi. Mình có cây này không nhận sim nha, giá cho anh em trải nghiệm thôi. Con này là Redmi Note 10 5G, không nhận sim nha. Anh em nào muốn chiến game thì mua, hoặc là mua về sửa lại thì mua nha. Redmi Poco M4 Pro 5G, 1 triệu rưỡi nha, 1 triệu rưỡi. Này nó không nhận sim nha, 1 triệu rưỡi nha mọi người. Oppo Fin N2 Lip nha, RAM 8256, máy đẹp 98 nha, N2 Lip, hàng chính hãng còn bảo hành luôn. 8 triệu 2 nha, 8 triệu 2 nha mọi người. Con này thiết kế hai màn hình, chip Dimensity 9000 nha. Realme Qi, RAM 4/64, 1,650,000 thôi, chip Snap 712, camera 48 chấm, màn hình Full HD nha. Tecno Bova 3. Con này nó máy hơi xấu nha, 1,950,000 mà. Pin 7000 nha, Bova 3, RAM 6128 nha. RAM 6GB, bộ nhớ 128. OnePlus ACE 2V nha, RAM 12 256GB, máy đẹp 98. 5350 nha, 5,350,000.
Vivo V29 5G bảo hành tới tháng 1 2025 luôn. Hôm nay mình giảm con này còn 7 triệu 2 nha, 7 triệu 2 thôi. V29 5G. Google Pixel 4 XL nha mọi người, RAM 6 1064, 3 triệu nha, 3 triệu 4 XL. Google Pixel 6 Pro nha, RAM 12 128, 6 triệu 950.000. Pixel 6 Pro. Realme 10S nha, RAM 8 256 2450, Realme 10S nha. S21 Ultra 5G 7.950.000 phiên bản Mỹ nha. Mình có hai màu, màu bạc và đen, máy khá là đẹp luôn. Con này hàng Việt Nam, giá bán là 8.500.000 nha, hàng Việt Nam. Samsung Galaxy Tab A7 Lite nha mọi người. A7 Lite. Hôm nay giá là 1.700.000 nha. Tab A7 Lite, một con máy màn hình khá là to, màn hình con này là 8 inch nha. Galaxy Tab A7 Lite. 1.700.000 thôi. Màn khá đẹp nha. Samsung A71 nha, ngoại hình đẹp. 2.500.000 A71 nha. RAM 8GB. Redmi 10 2022 còn một cây duy nhất nha, 2.000.000. Còn một cây duy nhất. Xiaomi. Còn là con Redmi 10C. RAM 4 1064, Redmi 10C nha. 1.500.000 nha mọi người, 1.500.000 thôi. Samsung Galaxy Z43. Z43 hơi xấu nha, hoàn hơi xấu, hơi trầy xíu. Giá bằng Z42 thôi, 8.500.000 nha. Z43 nha. iPhone 15. 15 bây giờ thiết kế đẹp nha mọi người. Khá đẹp nha. Màu cũng đẹp nữa, màu xanh. RAM 128 GB. Nhỏ gọn. Pin 100 luôn nha, pin 100. Bản quốc tế iPhone 15. 15.500.000 nha, 15.500.000. Samsung A15 luôn. A15. RAM 8GB, ngoại hình đẹp nha. Cây này giá bán của bên mình là 3.450.000, 3.450. Samsung Galaxy A54 5G nha. Cây này thì mới mua hôm qua, kích hoạt bảo hành mới ngày hôm qua. Còn bảo hành cho mọi người chính hãng Samsung Việt Nam lên đến 12 tháng nha. Giá thì hôm nay cực kỳ rẻ, chỉ bằng máy cũ thôi nha mọi người, chỉ bằng máy cũ thôi. 5.800.000 nha. RAM là 8, bộ nhớ trong 128 GB. Còn bảo hành cho mọi người 12 tháng nha. Mua những dòng này thì bảo hành khá là dài, khá là yên tâm nha. A54 5G. RAM 8 128, con này màn hình OLED nè, 6.4 inch. Tần số quét là 120Hz. Chip Exynos 1380 nha. Tiếp theo mình có một cây máy, máy mới thì khá là cao luôn, nhưng mà máy này là máy chính hãng nha. Cây này là cây Realme 11 Pro, hàng chính hãng nha. Cây mới mắc lắm. Có đầy đủ phụ kiện zin. Ngoại hình đẹp không khác gì mới luôn. RAM 8GB, bộ nhớ 256, chip Dimensity là 7050, màn hình OLED 6.7 nha, camera 100MP. Camera 100MP nha. Không, Realme bây giờ nó bán còn cao hơn cả Oppo nữa nha mọi người. 5.500.000 nha. Realme 11 Pro hàng chính hãng nha, 5.500.000.
Hàng chính hãng RAM 8 256GB. Samsung Galaxy S22 Ultra phiên bản Mỹ nha. Hôm nay mình về hàng RAM 8 128, hai SIM vật lý, hai SIM, một vật lý và một eSIM chứ. Máy khá là đẹp luôn nha, khá là đẹp. Mùi cũ 8 nha. Có mùi cũ 8 thôi. Này thì mình về được hai màu thôi, màu trắng và màu đen, trắng đen nha, khá là đẹp luôn, còn keng 99% nha, S22 Ultra. Con này thì màn hình 6.9, độ phân giải 2K, một SIM vật lý và một eSIM, RAM 8 128, pin 5000, camera 108 chấm nha, zoom lên đến 100x, zoom xa 100x nha, S22 Ultra, được 5 cây. iPhone 11 Pro máy lock nha, năm cũ, pin 81, 11 Pro nha. Oppo A53 5G nha, RAM 4128, màn hình đẹp, 4128, màn hình LCD, pin con này cũng khá là trâu, camera chụp hình cực kỳ sáng và đẹp nha. 2 triệu 2 nha mọi người, 2 triệu 2 2 triệu 1 thôi, mình giảm mọi người còn 2 triệu 1 thôi. A53 5G nha, 2 triệu 1. Samsung S21 FE RAM 8GB. Con này thì ngoại hình nó hơi trầy xíu nha, cắn nhẹ xíu nè. RAM 8 128GB, nói chung là máy hơi xấu xíu. Giá bán của bên mình cây này là 4.350.000 nha, 4350 S21 FE. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, con này RAM 8 256GB nha, Pro 5G nha mọi người, camera 50MP, màn hình OLED, máy đẹp. Giá bán của bên mình cây này là 4.500.000 nha, 4.500.000. Hàng chính hãng nha mọi người, bảo hành khá là dài. Nokia 2.4 RAM 2 bộ nhớ trong 32GB, máy hơi chạy. 1.350.000 thôi, 1.350 nha, 1.350. Samsung Galaxy Note 9 nha, một siêu phẩm một thời, hiện tại giá rất là tốt, chỉ có 3 cũ thôi. RAM 6 128, ngoại hình thì còn đẹp 98% nha. Đây là phiên bản hàng nha mọi người, máy thì nguyên zin, 3 cũ nha. Giá máy khá là đẹp nha mọi người, khá là đẹp nha, Samsung Galaxy Note 9. Samsung Galaxy A34 5G, RAM 8 128 nha, 8128. Máy thì ngoại hình đẹp nha, ngoại hình còn khá là đẹp, 4.600.000 nha, 4.600.000. A34 5G, 4.600.000 nha. Nokia nha mọi người, Nokia, anh em mà muốn một con máy siêu mượt thì mua con này nha. Con này là con Nokia T20, RAM 4 và nhớ trong 64GB. Đặc biệt con này là màn hình lên đến độ phân giải 2K luôn. Màn hình con này thì 10 inch hay sao ấy, độ phân giải 2K, màu sắc cực kỳ đẹp để cho mọi người có thể xem phim và chụp hình nha. Đây, Nokia thì bây giờ nó chạy Android thuần Google nên nó cực kỳ mượt nha mọi người, rất là mượt luôn, và được hỗ trợ update cũng lâu dài luôn nha, khá là mượt. RAM 4 và nhớ trong 64GB T20. Cái này thì giá bán của bên mình chỉ có là 2.400.000 thôi nha, 2.400.000 T20 nha. Con này thì có bao da nè, màn hình khá là to, RAM 4 và nhớ trong là 64GB, bản Wi-Fi nha, Wi-Fi thôi. Google Pixel 6 Pro nha mọi người, khá là mượt luôn, màn hình còn khá là keng nha. Pixel 6 Pro này giá bán là 6.950.000 nha. Samsung S20 FE, cái này hơi chạy, hơi xấu nha,
Giá bán là 3 triệu rưỡi thôi. 3 triệu rưỡi. XS nha mọi người. XS con này thay màn và thay pin rồi. 3 triệu 650 nghìn. 3 650. Oppo A2 Pro nha, một con máy nói chung cấu hình mạnh và thiết kế rất là đẹp luôn. Hôm nay mình về được mấy cây? 5 cây nha. Ui, sạc zin nè, sạc zin luôn. Thiết kế con này khá là đẹp nha. Lưng thì giả da nè, cầm camera rất là hầm hố luôn. Chip Dimensity là 7050, màn hình cong, tần số quét 120Hz nha. Đây. Pin 5000. Con này là bản RAM 8 bộ nhớ 256GB. Màu đen nha. Giá bán của bên mình cái này chỉ có 5 triệu 2 thôi. 5 triệu 2. A2 Pro nha. Bữa mình về được mấy cây mà hết hàng. Con này là phiên bản quốc tế, nó đầy đủ tiếng Việt, CS Play hết rồi. Màu này màu gì đây? Màu tím nha. Về được mấy màu. Đen. Màu đen là nhiều nha, hôm nay về toàn là màu đen, màu đen chỉ một cây màu tím thôi. Xiaomi 13 RAM 8 128 nha, máy đẹp 99, bản thương mại nha, Mi 13. Camera Leica này, máy rất là đẹp. Cái này giá bán là 8 triệu rưỡi nha. 8 triệu rưỡi. Samsung Note 20 5G phiên bản Mỹ nha. Note 20 5G. Còn bản Mỹ thì RAM 8 128. Bản này 256 luôn. Con này hàng Việt Nam nha mọi người, hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam 2 SIM. Máy đẹp nha, máy đẹp. Giá bán của bên mình là cây Galaxy Note 20 hàng Việt Nam này là 5 triệu 4 nha. 5 triệu 4, máy đẹp. Xiaomi Redmi K30 5G, K30 5G 2 triệu nha, chỉ có 2 triệu thôi. Xiaomi Redmi Note 12 màn hình OLED RAM 4 128 nha, giá hôm nay rất là tốt. 2 triệu 7 nha, 2 triệu 7 Redmi Note 12. Máy đẹp nha, 2 triệu 7. Samsung Galaxy Z Fold 5. Z Fold 5 thì hôm nay bên mình giảm giá cho mọi người nha, còn 20 triệu 500 thôi. Còn mình có một cây bản Việt Nam còn bản hình khá là dài thì giá bán của bên mình sẽ là 22 triệu 500, bản hình tên hình như tháng 1/2025 nha. Con này thì bản RAM sẽ là 12, bản Hàn Quốc nha, bản Hàn Quốc sẽ là 512GB, tha hồ lưu trữ luôn, máy đẹp kèn 99 nha. Z Fold 5 rồi, có phiên bản Mỹ đó, phiên bản Mỹ thì chỉ có RAM 256GB thôi. Tất cả các bản hàng bản Mỹ bây giờ đều 2 SIM hết rồi, một vật lý và một eSIM nha. Samsung A53 5G RAM 8 128 nha, 4 triệu 6. Rồi, cái này là cây Samsung S10e 5G nha, RAM 6 128, máy đẹp 98 nha. Mình có mấy màu lận. Con này thì giá bán của bên mình là 2 triệu 8 nha. Còn một cây. Cây này là cấu hình mạnh nè, màn hình cực kỳ đẹp luôn. Cây Redmi K30 Pro nha, chip 865, camera chính 64 chấm, màn hình OLED, camera thọ thuộc nha. Máy đẹp không khác gì mới luôn, chỉ có giá là 3450 nha. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại thì cứ inbox bên mình nha. Anh em nào có nhu cầu đổi điện thoại hay là bán điện thoại cứ liên hệ bên mình thâu giá máy cũ thì thâu giá cao nha. Tiếp theo có một cây nữa nè, cây này là cây Samsung Note 20, hàng Việt Nam 2 SIM. Chỉ có 4 triệu 450 nghìn nha. Giá khá mềm nha.